Chào các anh, trên tay em đang cầm đây là một chiếc Virtu Signature S. Đây không phải là máy Hồng Kông, Đài Loan hay Singapore, mà đây là Virtu Signature S chính hãng. Để mà biết Virtu chính hãng hay không thì chúng ta có thể mở khóa bàn phím. Đấy, sau đó chúng ta kiểm tra bằng nút ấn bên sườn này. Nếu mà chúng ta ấn nút bên sườn nó hiện lên dòng chữ Concierge này thì đấy là Virtu chính hãng. Còn nếu nó không hiện lên dòng chữ Concierge này mà nó hiện lên dòng chữ Assistant thì đấy là Virtu nhái, Virtu Hồng Kông, Đài Loan, Singapore. Ngoài ra chúng ta có thể kiểm tra bằng mã lệnh của Virtu, đó là sao thăng 9270268 thăng. Nếu mà ấn mã lệnh đấy nó hiện lên cái bảng thông số mới như này thì đây là Virtu Signature S chính hãng. Còn nếu mà nó không hiện lên bảng thông số mới mà nó cứ ở ngoài màn hình như thế này thì đấy là Virtu nhái, Virtu Hồng Kông. Khi mà ấn mã lệnh đấy nó nảy lên bảng thông số mới thì là hàng chính hãng. Một chiếc Virtu Signature S chính hãng như này để mà tạo ra nó thì người ta phải mất 10 năm nghiên cứu thì mới có thể chế tạo ra chiếc điện thoại Virtu này. Và phải những người thợ, những kỹ sư để lắp ra chiếc điện thoại Virtu này là một chiếc kỹ sư là một người duy nhất lắp lên chiếc điện thoại Virtu này. Để mà có thể lắp được chiếc điện thoại Virtu này thì các kỹ sư phải học mất 3 năm mới có thể tạo ra được nó. Virtu sử dụng những vật liệu cao cấp nhất trên thế giới để sản xuất ra điện thoại. Cái mặt kính của điện thoại Virtu này là mặt kính sapphire nguyên khối. Để tạo ra một mặt kính sapphire nguyên khối này thì người ta phải nung ở dưới nhiệt độ là 2000 độ C và liên tục trong rất là nhiều quãng thời gian. Tiếp theo nữa là để có thể cắt gọt và gia công đánh bóng cái mặt kính sapphire như này thì không có vật liệu nào trên thế giới có thể làm được, ngoại trừ một loại vật liệu duy nhất, đó chính là kim cương. Chỉ có kim cương mới có thể cắt được cái miếng sapphire như thế này. Ở dưới mỗi bàn phím của điện thoại Virtu thì ở dưới mỗi bàn phím này đều có một cái viên ngọc ruby đỡ ở phía dưới. Cái mặt sau của điện thoại Virtu này được bọc da và nắp lưng là được làm bằng chất liệu metal, là một chất liệu rất là cứng và nhẹ, được sử dụng trong tàu vũ trụ. Chiếc điện thoại Virtu Signature S có giá là khoảng 280 triệu đồng một cái điện thoại mới. Và một chiếc điện thoại cũ dùng lướt hình thức vẫn còn đẹp như thế này, không bị móp méo như này thì có giá khoảng 110 triệu đồng. Tuy nhiên là ở TS Mobile đang có chương trình khuyến mại cực kỳ khủng, giá 110 triệu đồng giảm xuống còn 90 triệu đồng nhưng chỉ dành cho 10 khách hàng đầu tiên nhanh tay nhất. Ngoài ra tặng kèm một bao da điện thoại Virtu và tặng thêm 4 đêm nghỉ dưỡng resort 4 sao trị giá 6 triệu. Các anh quan tâm đến sản phẩm Virtu Signature S chính hãng zin nguyên bản cả trong ruột lẫn ngoài vỏ này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0965096886 hoặc các anh có thể vào website tsmobile.com.vn để tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại các anh.